ghi lại hình ảnh vi phạm của các xe buýt trên đường, khu vực điểm dừng, nhà chờ để làm căn cứ xử lý. Để không ảnh hưởng đến hành trình của hành khách trên đường, khi xe về điểm dừng cuối tuyến, các đơn vị chức năng sẽ phối hợp kiểm tra xử lý. Luật giao thông đường bộ năm 2008 người ta quy định cho anh rồi, đúng không? Và nghị định 100 người ta cũng đã quy định cho anh rồi cái việc đỗ phải sát với lại cả lề. Nhưng mà vừa lấy là bác đỗ là rất là xa, bác đỗ không những là 1 mét mà bác đỗ thậm chí là hơn 1 mét, gần 2 mét. Nhiều lúc anh em đi kiểu như là có người xe máy đi ngược chiều, mình bắt buộc phải tránh người đi bộ thì mình phải đỗ cách xa một tí. Đấy là cái nỗi là không may xảy ra thôi ạ. À, sau cái này thì em sẽ rút kinh nghiệm hơn về cái vấn đề dừng đỗ này. Với những trường hợp này, lái xe sẽ bị xử phạt về lỗi dừng đỗ không đúng quy định. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng sẽ xử phạt các lỗi về niêm yết thông tin, thiếu trang thiết bị thoát hiểm, phòng chống cháy nổ. Việc dừng xe tại các điểm lên xuống không đảm bảo thời gian, gây mất an toàn cho hành khách cũng được cam kết chấn chỉnh. Những cái trường hợp mà thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xử lý thì chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý, yêu cầu lái xe cũng như là doanh nghiệp phải ra kho bạc xử phạt. Còn những cái trường hợp mà không phải thẩm quyền xử phạt cũng như là những cái vấn đề nhắc nhở thì chúng tôi cũng cùng với Trung tâm Điều hành Buýt Công Cộng làm việc với cả các cái lãnh đạo xí nghiệp quản lý về xe buýt để chấn chỉnh, để từ đó các cái đội ngũ lái xe chấp hành hơn trong cái công tác vận chuyển hành khách bằng xe buýt. Qua thời gian phối hợp với lực lượng trật tự giao thông, với trật tự quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội, đã có hàng chục trường hợp lái xe buýt vi phạm lỗi dừng đỗ và bỏ điểm dừng bị xử lý. Các đơn vị có nhiều xe bị xử lý là buýt Bảo Yến, Liên Ninh, xí nghiệp xe buýt 10 tháng 10, công ty cổ phần xe điện Hà Nội và công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây.